Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên phạm vi cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Mới đây nhất là vụ cháy lớn tại khu chung cư mini Khương Hạ ở Hà Nội với những thiệt hại ban đầu đã là rất nặng nề về tài sản và thương tâm về con người. Thiệt hại khó có thể đo đếm được từ hỏa hoạn thêm một lần nữa báo động với chúng ta rằng không thể lơ là công tác phòng cháy chữa cháy trong khu vực dân sinh, đặc biệt là ở các khu chung cư tập trung đông người. Với chủ đề tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, chuyên mục vấn đề hôm nay của báo Hải Phòng Điện tử có cuộc trao đổi với Thượng tá Vũ Thế Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an thành phố. Xin chào phóng viên và xin chào chương trình. Thưa đồng chí, ở hiện nay thì dư luận đang rất là xót xa trước những cái thiệt hại do vụ cháy ở chung cư mini Khương Hạ ở Hà Nội xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Là người làm công tác về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thì đồng chí có suy nghĩ gì về sự việc này ạ? Trước hết thì chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc khi xảy ra sự cố cháy vừa qua tại Hà Nội ở chung cư mini vào ngày 12 tháng 9. Và qua đây thì cũng cho phép tôi được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân với một cái nỗi đau không thể bù đắp được. Và trong công tác phòng cháy chữa cháy thì theo tôi, cái sự việc xảy ra thì chúng ta cũng cần phải làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Và chúng tôi cũng mong muốn người dân nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc, sinh sống, đặc biệt là đối với các khu vực nhà tập thể, chung cư. Và các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng cần tập trung thực hiện đúng và nghiêm túc chức năng nhiệm vụ của mình để giúp cho những người dân, những hộ gia đình sinh sống và những công trình là nhà tập thể, chung cư được an toàn về phòng cháy chữa cháy nói chung và an toàn trong cuộc sống đối với các hộ gia đình nói riêng. Sự việc này cho chúng ta thấy là cái việc để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cái tòa chung cư thì đang còn có rất nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết phải không ạ? Và liên quan tới rất nhiều những cái yếu tố ở trong xã hội. Và bây giờ câu chuyện của chúng ta là làm thế nào để những cái vụ việc như thế này không xảy ra, không lặp lại nữa. Và chúng ta sẽ nói tới cái câu chuyện để đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cái tòa chung cư ở Hải Phòng hiện nay. Vậy xin đồng chí cho biết là hiện nay thì ở Hải Phòng có bao nhiêu khu chung cư và cái việc thực hiện những cái quy định về phòng cháy chữa cháy ở những cái chung cư của chúng ta hiện nay đang ở cái mức độ như thế nào? Tại thành phố Hải Phòng của chúng ta hiện nay thì có khoảng 169 nhà chung cư, nhà tập thể và ký túc xá cao tầng. Về thực trạng thì đối với các khu chung cư, nhà tập thể và ký túc xá cao tầng những năm gần đây thì cũng đã được các cấp, các ngành quan tâm, các chủ đầu tư cũng quan tâm. Và những công trình này được thiết kế và được thẩm duyệt và được nghiệm thu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động. Nhưng tuy nhiên thì cũng có rất nhiều nhà tập thể, khu chung cư mà được xây dựng từ nhiều năm trước đây, đặc biệt là từ những năm 1970, 1980 thì cũng còn rất nhiều cái tồn tại mà cũng cần phải sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành và các cơ quan quản lý thì mới đáp ứng được cái điều kiện an toàn để cho các hộ dân sinh sống trong các tòa nhà này. Vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều những cái rủi ro trong các cái tòa nhà chung cư của chúng ta hiện nay phải không ạ? Vâng, vậy thì trước mắt là để có thể là đảm bảo được an toàn về tính mạng, về tài sản của những gia đình mà hiện đang sống trong những cái tòa nhà chung cư vẫn chưa có cái điều kiện đáp ứng đủ tiêu chuẩn như vậy thì trước mắt là người dân nên làm gì và cần thiết phải làm gì? Ngay bây giờ thì đối với những người dân thì chúng ta cũng phải nhận thức một cách đầy đủ về sự nguy hiểm đối với các sự cố cháy xảy ra để từ đó có những thái độ hành vi đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong gia đình mình. Ví dụ chúng ta sử dụng điện để đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa là khi rời khỏi nhà thì chúng ta cũng không nên để các phương tiện có sử dụng điện hoạt động và không nên để có những nguồn lửa, nguồn nhiệt tồn tại trong gia đình. Bởi vì khi chúng ta không có mặt thì cái tính kiểm soát chúng ta cũng không thể chủ động được. Vấn đề thứ hai nữa đó là mà ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu ngay tại cái khu mình ở đó thì có những khu vực nào nguy hiểm cháy nổ để góp ý với cơ quan quản lý, góp ý với đơn vị quản lý tòa nhà
và góp ý với những hộ dân xung quanh để khắc phục ngay lập tức, không để sự cố cháy xảy ra. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta nghiên cứu để lắp đặt các trang thiết bị báo cháy tự động, tức là báo cháy sớm, và chuẩn bị những cái phương tiện chữa cháy phù hợp để khi có cháy xảy ra để chúng ta dễ xử lý. Thế còn đối với cái khu vực nhà tập thể thì tại khu vực tầng 1 ấy, thường xuyên diễn ra cái việc chúng ta tập kết hàng hóa, buôn bán hàng hóa ở tầng 1, rồi gầm cầu thang tầng 1 thì tập kết các loại vật liệu dễ cháy để phục vụ cho cuộc sống. Rồi tầng 1 các khu chung cư thì thường thường bố trí là nơi để các phương tiện đi lại của người dân, có thể là ô tô, có thể là xe máy, rồi xe đạp điện và các vật liệu khác. Thế thì cái việc tập trung như này cũng đã là rất nguy hiểm. Cho nên là các khu chung cư này cần phải kiểm tra ngay cái hệ thống điện có an toàn hay không. Kiểm tra ngay cái hệ thống báo cháy có hoạt động tốt hay không. Và kiểm tra ngay cái hệ thống chữa cháy nó hiệu quả thế nào. Và chuẩn bị lực lượng phương tiện đến đâu để chúng ta khắc phục tất cả những tồn tại, khắc phục tất cả các tồn tại để đưa vào trạng thái luôn luôn thường trực và sử dụng có hiệu quả. Thì tôi nghĩ những giải pháp đó trước mắt là các tòa nhà hết sức quan tâm và thực hiện ngay để đảm bảo cho hoạt động an toàn của cháy cháy cũng như là xử lý sự cố tại những khu vực này. Thưa đồng chí, thì hiện nay vẫn không ít người dân cho rằng là việc thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy đó là việc của các cơ quan quản lý nhà nước. Vậy theo đồng chí thì quan niệm như vậy có đúng hay không ạ? Trong điều 5 của luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có đề cập rất rõ và rất cụ thể. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và mỗi cá nhân. Và công dân đủ 18 tuổi trở lên thì có trách nhiệm tham gia vào đội phòng cháy chữa cháy dân phòng cơ sở và chuyên ngành và tham gia vào các hoạt động liên quan đến công tác phòng cháy khác khi có cấp có thẩm quyền điều động. Và chủ hộ gia đình, chủ cơ sở phải có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn về công tác đảm bảo phòng cháy cháy trong phạm vi quản lý của mình. Và cơ quan công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ có trách nhiệm hướng dẫn về mặt nghiệp vụ phòng cháy cháy đối với mọi người dân, với các cá nhân và đối với tổ chức. Thế thì sự tham gia vào cuộc của mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy càng toàn diện, càng sâu sắc, càng nhiều thì công tác phòng cháy chữa cháy ngày càng được đảm bảo và phát huy hơn nữa. Thế cho nên qua thực tế chúng tôi thấy rằng những nơi nào, địa phương nào, ngành nào mà nhân dân và quần chúng tham gia càng nhiều vào công tác phòng cháy chữa cháy thì những nơi đó càng an toàn hơn và không bao giờ để xảy ra những sự cố đáng tiếc xảy ra trong quá trình sinh hoạt và làm việc. Tất cả chúng ta đều có cái vai trò và trách nhiệm trong việc phòng cháy chữa cháy phải không ạ? Vâng. Và cụ thể là đối với người dân thành phố thì để góp phần chung tay cùng với các cơ quan chức năng trong việc là đảm bảo thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy ở các cái khu chung cư nói riêng và những cái nơi sinh hoạt cộng đồng rồi dân sinh thì đồng chí có cái khuyến cáo gì ạ? Trước hết đối với người dân thì cũng hết sức quan tâm đến những kiến thức về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở nơi sinh sống và ở nơi làm việc, và đặc biệt là tại các khu chung cư nhà tập thể. Vấn đề thứ hai nữa đó là chuẩn bị những cái phương án để thoát nạn, và cũng phải biết và phải hiểu được cái khu nhà ở nơi mình ở có bao nhiêu lối thoát nạn và tình trạng của các lối thoát nạn đó như thế nào để thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Vấn đề thứ ba là phải hết sức thận trọng trong việc sử dụng điện trong sinh hoạt. Thứ tư đó là đảm bảo an toàn trong quá trình đun nấu. Thứ năm là an toàn trong thắp hương thờ cúng. Thứ sáu là chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện phù hợp với gia đình mình để đảm bảo và có phương tiện ngay lập tức xử lý khi có sự cố cháy xảy ra. Có thể lắp đặt thêm các hệ thống báo cháy tự động để phát hiện các sự cố cháy càng sớm càng tốt. Khi xảy ra cháy thì mọi người lên hô hoán báo động cho những người xung quanh biết để cùng nhau thoát nạn. Và trong điều kiện có thể làm chủ được tình huống thì sẵn sàng sử dụng các bình chữa cháy xách tay
sử dụng các vòi nước xô múc nước ở ngay tại nơi mình ở để xử lý xảy ra sự cố cháy. Và hãy giả định tình huống và tự tập luyện thoát nạn tại cái khu vực mình sinh sống, để chúng ta có một cái tinh thần luôn luôn sẵn sàng và phản ứng tự nhiên là thoát nạn an toàn. Trong một điều kiện nhất định thì cũng nghiên cứu và mua một số cái trang bị cho gia đình mình, những cái mặt trùm, mặt nạ để phòng chống khói khí độc khi trong quá trình chúng ta thoát nạn không bị ảnh hưởng bởi sự nguy hiểm của đám cháy. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng mong muốn công tác tuyên truyền, nhắc nhở và nâng cao ý thức cho mọi người dân để nhận thức được cái hậu quả của các vụ cháy, để tự giác tháo dỡ các cái công trình mà làm cản trở cái việc thoát nạn và cản trở cái khả năng tiếp cận của các lực lượng khi có sự cố xảy ra. Qua theo dõi thì cũng thấy rằng là những vấn đề tích cực thì cũng được các hộ rất quan tâm, nhưng tuy nhiên thì cũng rất nhiều hộ gia đình thì cũng không quan tâm nhiều đến cái việc thoát nạn và trang bị phương tiện. Và đặc biệt là trong quá trình sử dụng lửa, trong quá trình đun nấu, trong quá trình sử dụng điện, đặc biệt đối với các điện thoại nạp điện, vừa sử dụng vừa nạp điện, rồi là nạp điện ở các xe máy điện, xe đạp điện, là cũng là một trong những nguyên nhân rất nguy hiểm. Đây là một nguyên nhân mà chúng tôi cho rằng là mới xuất hiện những năm trở lại đây. Còn trước đây thì những cái nguyên nhân chủ yếu đó là do đun nấu, thắp hương thờ cúng và các thiết bị tiêu thụ điện. Nhưng tuy nhiên chúng tôi theo dõi thì nay về sử dụng điện thoại, rồi sử dụng xe, kể cả ô tô, xe máy, rồi xe đạp, ô tô chạy bằng pin sạc điện thì đã xuất hiện những cái đám cháy rất nguy hiểm, rất khó lường. Vậy từ góc độ để đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy thì đồng chí có khuyến cáo gì về người dân khi sử dụng những cái thiết bị như thế này ạ? Theo tôi thì mỗi người dân khi sử dụng thì chúng ta cũng phải xem xét về cách hướng dẫn sử dụng đối với cái sản phẩm của mình. Thứ hai nữa là cũng lựa chọn cái sản phẩm tốt để khi chúng ta sử dụng được an toàn. Thứ ba nữa là trong quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta cũng phải dành thời gian để quan sát và theo dõi xem có dấu hiệu gì bất thường hay không để chúng ta còn ứng xử. Vấn đề thứ ba nữa đó là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên có khoảng cách an toàn. Nếu như không may cái thiết bị đó sử dụng mà có sự cố xảy ra thì nó không bị ảnh hưởng đến các cái đồ dùng vật dụng khác, không ảnh hưởng đến các cái vật liệu dễ cháy khác, và sẵn sàng cho mọi tình huống, đó là di chuyển các phương tiện để gần có thể gây nguy hiểm khi có thể cái phương tiện xảy ra sự cố bị cháy thì chúng ta di chuyển ra. Thứ hai là chuẩn bị về phương tiện để chữa cháy, và thứ ba nữa đó là huy động, hô hoán, báo động cho mọi người biết để đến cùng hỗ trợ để xử lý tình huống. Và nếu trong điều kiện mà không làm chủ được cái tình huống để xử lý triệt để thì ngay lập tức phải thoát nạn khẩn trương, nhanh chóng và an toàn. Có nhiều người có cái thói quen là thường cắm sạc điện thoại qua đêm, sạc pin xe đạp, xe máy qua đêm. Với cái cách sử dụng như vậy thì có hợp lý không? Tôi nghĩ rằng nạp xe điện qua đêm là rất nguy hiểm. Bởi vì thứ nhất là thời điểm đêm ít người qua lại. Thứ hai nữa là lực lượng có mặt để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ hay là thực hiện các việc khác thì rất mỏng. Thế nếu như mà cái việc chúng ta sạc qua đêm thì cái việc phát hiện ra là sẽ rất chậm muộn. Cái thứ hai nữa là nếu như phát hiện mà quân số mỏng như thế thì không đủ để mà xử lý. Và đặc biệt là tại các khu chung cư, nhà tập thể thì cái lực lượng bảo vệ thì rất là ít. Và đặc biệt hơn là ít về đêm. Thế khi mà xảy ra sự cố cháy thì không đủ lực lượng, không đủ khả năng để xử lý ngay lập tức cái đám cháy xảy ra. Thế cho nên rằng nếu chúng ta nạp điện qua đêm, không may xảy ra sự cố thì diễn biến vô cùng phức tạp và khả năng dẫn đến cháy lan, cháy lớn là rất có thể xảy ra. Thế do vậy chúng tôi cũng khuyến cáo rằng mỗi người dân chúng ta không nên sạc các thiết bị điện, ví dụ như xe đạp điện, ô tô điện, xe máy điện về đêm.
Bất luận trong cái tình huống như thế nào thì tính mạng con người vẫn là thứ quý giá nhất mà chúng ta cần phải giữ gìn và bảo toàn, phải không ạ? Vâng, và dù là cuộc sống có rất nhiều những cái việc cần phải quan tâm hiện nay thì cũng rất là mong là tất cả mọi người chúng ta sẽ dành thời gian một chút hơn nữa để quan tâm hơn, thực hiện tốt hơn cái vấn đề phòng cháy chữa cháy để bảo đảm tính mạng cho gia đình và cho chính bản thân mình, phải không ạ? Và xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Vũ Thế Cường đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của báo Hải Phòng Điện tử. Xin chào phóng viên và xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.